sự trỗi dậy kinh hoàng của những nhóm chat 18 cộng trên Telegram, hàng nghìn GB ảnh và clip đen, thu phí xem phim như Netflix. Phòng chat thứ nở là gì? Vào năm 2020, vụ án phòng chat thứ nở đã gây rúng động xã hội Hàn Quốc và thế giới. Vì sao phải là Telegram để làm phòng chat thứ nở mà không phải một ứng dụng nào khác? Ma trận nội dung 18 cộng trên Telegram phong phú đến mức không biết đâu mà lần. Những nạn nhân sốc đến điếng người vì không hề hay biết clip nhạy cảm của mình bị phát tán trên Telegram. Cách đây đâu đó chục năm, những nội dung 18 cộng hay diễn đàn bàn chuyện giường chiếu không chính thống đa số được làm theo hình thức forum, diễn đàn. Nổi tiếng nhất thời ấy có lẽ là Lợi Ích, nơi được mệnh danh là khai sinh ra những từ nghĩa bóng đến tận bây giờ vẫn hay sử dụng như nông dân, chăn rau, máy bay, v.v. Tuy nhiên, hoạt động website dần dần bị các cơ quan chức năng sở gáy, cấm hoạt động vĩnh viễn. Sau đó, chúng ta có ứng dụng Z với tính năng lập nhóm chat lên đến hàng trăm ngàn thành viên chia sẻ chăn rau, ảnh nhạy cảm, hay các nhóm kín trên Facebook, v.v. Nhưng ngặt nỗi công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo cản đường, qua nhiều lần truy quét, các nội dung khiêu dâm cũng sẽ bị bay mỏng theo. Cho nên, Telegram bây giờ chính là miền đất hứa cho những tên buôn content 18 cộng. Với loạt tính năng vượt trội, chẳng cần trả phí cũng dư sức tạo được phòng chat lên đến 200.000 người, data luôn miễn phí, bảo mật số 1 thế giới, không quét nội dung nhạy cảm, khiêu dâm, v.v. Đây đang là nền tảng có nhiều nội dung 18 cộng rác nhất hiện nay, kèm theo đó là vô số hệ lụy mà khi tìm hiểu xong, chắc chắn bạn sẽ phải giật mình. Moon Hyung-guk, khi ấy mới 24 tuổi, còn đang là sinh viên theo học kiến trúc, đã điều hành chuỗi nhóm chat bí mật. Trong đó, gã và hơn 3.500 nghi phạm đã chia sẻ những tin nhắn bí mật, lan truyền các clip sex quay lén mà chính nạn nhân cũng không hề hay biết đến sự tồn tại của nó. Tất cả đều xuất phát từ ứng dụng Telegram. Cách thức hoạt động của phòng chat thứ nở rất đơn giản. Thông thường chủ sĩ, tức người lập ra nhóm, có thể có rất nhiều nhóm chat nhưng luôn có hai kiểu như sau. Thứ nhất là miễn phí. Bạn chỉ cần có đường link hoặc được bạn bè mời vào, tất cả đều được quản trị viên duyệt. Ở đây chia sẻ những video ảnh 18 cộng tràn lan, mang tính chất sưu tầm trên mạng, dễ tìm, dễ kiếm và dễ xem. Không coi ở group này thì có thể coi ở group khác. Thứ hai là trả phí. Thành viên muốn tham gia nhóm chat này phải chuyển khoản số tiền nhất định vào quản trị viên. Kèm theo đó là số điện thoại hoặc mã QR để admin có thể thêm vào group. Trong này sẽ có những nội dung độc quyền, đa số là quay lén, tự quay, những video riêng tư không nơi đâu có được. Phí tham gia có thể tính theo tháng, theo quý, thậm chí là năm, không khác gì bỏ tiền ra xem Netflix. Từ đây vô số hệ lụy ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của nhiều người đã xảy ra ở phòng chat thứ nở này. Tại Việt Nam, hiện nay số lượng người dùng Telegram ngày càng phổ biến. Nhiều công ty chọn ứng dụng này để làm nơi kết nối, bàn giao công việc online với loạt ưu điểm như sau. Thứ nhất là gửi tin nhắn hình sticker tự thiết kế, thực hiện cuộc gọi chat kết nối qua danh bạ, chia sẻ vị trí, âm nhạc, v.v. Toàn bộ thao tác đều trơn mượt, nuột nà vượt trội. Thứ hai, người dùng được chia sẻ không giới hạn số lượng hình ảnh, tài liệu, phim ảnh, video tối đa 2GB mỗi tệp với dung lượng không giới hạn, hoàn toàn miễn phí. Thứ ba, đặc biệt, Telegram được xem là ứng dụng nhắn tin bảo mật hàng đầu. Tính năng ưu việt nhất của nó là xóa đoạn hội thoại của cả hai bên bất cứ lúc nào bạn muốn, chỉ trong vòng một nốt nhạc, không hề phiền phức hay bị giới hạn thời gian như Messenger của Facebook. Bởi vì những tính năng chia sẻ file cộng bảo mật vượt trội như trên, Telegram nay được xem là kho lưu trữ nội dung người lớn kinh khủng khiếp. Một group có thể chứa đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn GB các video, ảnh full không che HD. Cách đây không lâu, đã có bài viết các em bé đường tha hương tìm bố mang tên đột nhập group ngã giá thân xác của các bé 2K4, 2K5 tìm người bao nuôi. Bạn tin nổi không? Một mảng miếng nhẻ nhẹ liên quan tới việc tìm người bao nuôi để thỏa mãn thể xác đã có đến hàng chục group lớn nhỏ như vậy. Mỗi nhóm có không dưới 30.000 người theo dõi. Và thật sự, nhiều cuộc ngã giá nghiêm túc đến nhợn người đã xảy ra. Trong quá trình thực hiện bài viết, một thành viên đã bị một bố đường liên tục nhắn tin làm quen và đặt vấn đề có thích quan hệ với người lạ hay không. Ngoài group con mồi tìm sói, sói săn con mồi như trên, còn có riêng cả những nhóm chat phân chia theo từng vùng miền, thành phố với những cái tên như anh em nông dân 3 chấm, hội đồng hương 3 chấm, nông dân chăm chỉ 3 chấm, trai đẹp tối 3 chấm, tâm sự
3 chấm, vân vân, với số lượng các nhóm chat nằm trong chuỗi điều hành của các admin có thể lên đến hàng triệu member. Mỗi group 18 cộng từ đầu đều chọn cho mình content riêng. Đây là những mô típ tiêu biểu. T, một nhân viên văn phòng và luôn tự nhận mình là cao thủ tình trường, bà hoàng Tinder, thánh nữ chăn trai, đã nhận cái kết bàng hoàng khi một ngày đẹp trời, cô nhận được đoạn video của mình đang khỏa thân, quan hệ với bạn trai. Bạn thân phát hiện hình xăm quen thuộc và vóc dáng không lẫn vào đâu được của T nên đã gửi cho cô. Quản trị viên của nhóm chat Telegram này đã dùng video của T để nhá hàng cho một group trả phí của mình. Điều khiến T sốc nhất đó chính là ngay đến cả cô cũng không biết đến sự tồn tại của đoạn video này. Bản thân đối tượng ONS tình một đêm của T cũng đã bay sang nước ngoài, không cách nào liên lạc lại được. Chính T sau đó đã phải khổ sở lên, khổ sở xuống tìm cách chuộc lại clip gốc trên. Hiện tại đoạn video này đã biến mất khỏi nhóm chat 18 cộng, nhưng T luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Cô cho rằng trong số hơn 100.000 thành viên trong nhóm 18 cộng kia, chắc chắn đã có người nhanh tay tải video của mình về. Điều đáng sợ nhất ở đây chính là ngay cả T và nhiều nạn nhân khác đều không biết đến sự tồn tại của những video 18 cộng này. Trên Telegram, bây giờ ngày càng có nhiều những cameraman, kẻ trộm nội dung nhạy cảm, hoạt động vô cùng chuyên nghiệp và tinh vi. Họ ghê gớm tới mức có cả những tuyệt chiêu bí kíp được soạn thành cả một file PDF chia sẻ cho các thành viên học hỏi cùng nhau. Không quan trọng bạn có phải là cao thủ tình trường hay không, đối phương chỉ cần biết bạn chính là con mồi trong phòng chat thứ nở của họ là được. Vậy còn bạn nghĩ sao về những nội dung trong phần 1 này? Đừng quên ấn theo dõi để đón xem phần 2 nhé!